Hả? Vợ đáng yêu. Niệm Phàm ca ca, đây là... À, các muội nói con gấu này sao? Nó hình như rất muốn làm vật cười của chúng ta, nên ta đồng ý rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ừ. Nhìn như người phàm thực chất lại có khí tức vô cùng mạnh mẽ. Yêu Dương Lan tộc 2000 năm nói xử thì xử. Bữa tối chúng ta cũng mang về rồi. Vậy ta đi nhóm lửa nấu cơm nha. May mà mình tỉnh ngộ kịp thời, suýt nữa thì toang rồi. Đúng rồi, Niệm Phàm ca ca. Nghe nói phía Tây Nam có một ngôi làng đang bị quỷ phá, nó không chừng có thể ở đó tìm được quỷ sai. Đúng vậy, nếu chỗ đó không có, chỗ gần phía Tây Nam hơn nữa có một nơi tên là Thành Thanh Ngọc. Chỗ đó vì đánh trận mà đã chết rất nhiều người, thậm chí người của cả một thành trì cũng không còn, tiên nhân cũng không dám đi trêu chọc. Nơi đó nhất định có quỷ sai. Vậy gì hả? Thiệt dọa người. Có điều, nơi quỷ phá tuy đáng sợ nhưng lại có khả năng tìm được quỷ sai hơn. Chỉ khi tìm được quỷ sai mới có thể hỏi được cách để mình cũng tu tiên. Vì đắc kỷ. À đúng rồi, hai muội làm sao biết những điều này? Là con sói nói cho bọn muội. Con dừng lại. Con sói nói cho hai muội. Cảm tạ các vị đại lão độ hóa, ta đã biết tội nghiệp của mình, ta nhất định buông bỏ đồ đao, kiếp sau làm con sói thúc bụng. Gấu, gấu tới rồi. Cứu mạng. Mọi người yên tâm, con gấu này sẽ không hại người đâu. Dã thú hung dữ như này, lại nói sẽ không hại người. Ba huynh muội chúng ta đi qua nơi này, muốn xin ta túc, không biết có tiện không? Trưởng thôn. Ba vị có thể điều khiển gốc khổng lồ, thì chuyện pháp thuật, lẽ nào là tiên nhân? Nếu là tiên nhân, có thể xin ta túc không? Nếu đã là tiên sư, vậy thì mời vào. Điều kiện của thôn chúng ta đơn sơ, không có quán trọ, chỉ có thể tìm nhà dân cho ba vị dừng chân. Đà tạ trưởng thôn. Chúng ta nghe nói thôn này gặp phải chút khó khăn. Hai bụi muội của ta tu đạo từ nhỏ, có lẽ có thể giúp được một chút chuyện. Dừng lại. Ông lão. Không có chuyện gì, ba vị tiên trưởng tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Hàng xá đơn sơ, mong ba vị tiên trưởng đừng chê bai. Éo, căn phòng thiệt là tồi. Đà tạ trưởng thôn, đà tạ trưởng thôn. Vợ à, nấu ít đồ ăn cho ba vị tiên trưởng đi. Là phu nhân của ông sao? Đi qua nơi này, xin ta trút một đêm, làm phiền. Rồi. Ba giờ hướng nội, không có văn hóa gì, tiên trưởng đừng trách nha. Niệm Phàm ca ca, huynh có cảm thấy thôn này rất kỳ lạ hay không? Quả thì có vấn đề, người phàm nhìn thấy người tu tiên sao lại có thái độ bài xích như vậy? Hơn nữa đi cả đoạn đường, ai cũng có dáng vẻ tâm sự trùng trùng. Nam tử thì đồng tử rời rạc, khí huyết suy yếu. Ông lão tiếp đón chúng ta hình như cũng che giấu cái gì đó. Nếu Niệm Phàm ca ca phiền não, bé thầy huynh bắt hai người, chói lại hỏi thử là biết rồi. Ông đi đâu? Đừng đi. Giọng nói của nữ nhân hả? Cút ra, chuyện của lão tử bà bất quản. Đừng đi, ông điên rồi sao? Ta không cho ông đi. Là tiếng của ông lão đó, ông ta đánh lão bà đó. Vậy mà đánh người, muội phải đi dạy dỗ ông ta. Niệm Phàm ca ca.
Chuyện nhà của người ta, chúng ta không thể tùy tiện ra tay. Nghe thêm đi, nếu không dừng, chúng ta sẽ đi ngăn cản. Yên tĩnh. Không còn âm thanh nữa rồi. Có lẽ là thần kinh của chúng ta quá căng thẳng rồi. Chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi. Ngày mai dậy rồi hỏi thử, nếu có mâu thuẫn gì, rồi xem thử có thể giúp được không thì hòa giải. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.